Hello các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh học toán của thầy. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các bạn là cái cách tìm cái dạng toán và cách tìm cái giải nó, tìm giáo điểm trong cái nhóm không trá. Một dạng toán mà thầy trao đổi học sinh nhiều em còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn. Bởi vì giáo tuyến này mà nếu giả sử mà có giáo điểm nhìn ra thì sẽ đơn giản, nhưng có đôi khi là phải rất khó khăn. Nhất là cái phương pháp làm, cái phương pháp các bạn, cái phương pháp này. Đó là phải dùng mặt bằng phẳng, chẳng hạn để tìm đây thì gọi mặt bằng P này, để tìm giáo tuyến của đường thẳng delta lên mặt bằng P thì đầu tiên là ta phải dùng một mặt bằng R này, chọn trong cái mô hình bài toán chữa delta này, cho đó bước 1 đây, chọn mặt bằng, dùng cái mặt bằng R, mặt bằng phụ này, mặt bằng để chữa delta này, rồi này. Bước 2 là tìm giao tuyến A, giao tuyến A của mặt phẳng R này và mặt phẳng P. Bước 3, giả sử cái đường thẳng delta này cắt đường thẳng A này tại điểm Y thì cái Y này chính là cái giao điểm cần tìm của bạn nhé. Đấy. Thì lúc này Y chính là bằng ta có thể ký hiệu như thế này nữa, delta giao với mặt phẳng P. Đây là phương pháp. Ở đây đầu tiên chọn một mặt phẳng phụ, có nhiều mặt phẳng chữa một đường thẳng các bạn nhé. Bây giờ chọn một cái mặt phẳng mà chữa delta rồi tìm giao tuyến này, rồi lúc đó delta cắt A tại điểm Y thì Y chính là cái giao điểm cần tìm. Cái phương pháp là như vậy. Thầy lấy ví dụ chẳng hạn như thế này, thầy cho một cái tự diện như này. Đấy. Các em bé ông thước nha. Đấy. A, B, C, D. Bây giờ thầy gọi Y là trung điểm CD. Y này, trung điểm CD thì ta sẽ có cái mặt phẳng này. B, A, B, Y này. Thầy gọi M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Đấy. Bây giờ tìm giao điểm của đường thẳng MN. Tìm giao điểm của đường thẳng MN này giao với mặt phẳng ABI. Thì ra cái điểm ở đâu, xác định như thế nào. Đấy. Thì phương pháp làm đầu tiên là các em phải tìm một đây mặt phẳng P này. Đấy. Vậy các em đây là đường thẳng delta này, bây giờ các em phải tìm một cái mặt phẳng mà chữa đường thẳng delta này. Và dễ tìm giao tuyến với mặt phẳng P này thì hiển nhiên đây là M thuộc AD này, rồi Y đây là này, vậy ở đây ta chọn cái mặt phẳng đi qua ba điểm này luôn này, còn chọn ngay mặt phẳng này là phù hợp nhất đúng không? À, chọn mặt phẳng phụ là ANJ này, và giả sử này AB cắt NJ tại điểm điểm O chẳng hạn này, vậy vậy thì O là một điểm chung này của mặt phẳng ANJ và mặt phẳng ABI, và A là một điểm chung nữa, vậy giao tuyến A chính là đường này. Đi tìm bước thứ hai để tìm giao tuyến thì giao tuyến chính là cái đường này AO, và khi có A rồi đấy, đóng vai trò đường thẳng A và AO và cái đường thẳng MN cắt nhau tại điểm điểm mà điểm điểm E chẳng hạn, thì E chính là điểm cần tìm này. Đấy, đấy, điểm E này, các bạn thấy chưa? Phương pháp một, bước 1 trong quá trình trình bày đầu tiên các em phải là dừng cái mặt phẳng này. Đầu tiên là dừng cái chẹt cái mặt phẳng. Chẹt thêm cái mặt phẳng ANJ. ANJ. Mặt phẳng này là mặt phẳng R nó phụ. Mặt phẳng phụ này. Rồi. Rồi tìm giao tuyến của mặt phẳng phụ này với cái mặt phẳng AB. Thì gọi O này là giao điểm của A B, gọi O là giao điểm của B, giao với NJ. O là một điểm chung, A là một điểm chung, vậy A NJ cắt B A B theo giao tuyến là AO. Tiếp tục trong cái mặt phẳng phụ ANJ, ANJ
gọi ý là giao điểm của AO và đường thẳng MN. Thì suy ra cái ý này chính là giao điểm của hai mặt phẳng của đường thẳng MN giao với mặt phẳng ABI. Đấy, ABI. Đấy. Vấn đề là cái kỹ năng chọn mặt phẳng phụ này các bạn nhé. Đấy. Thế thôi, vấn đề chỉ đâu, rất đơn giản. Hoặc chúng ta sẽ sang cái bài số 2, bài số 2 bên này, đấy nhá. Bây giờ thầy cho một cái tự diện này. Đây, ABCD đi. Đấy. Đấy. A này. B, C, D này. Bây giờ thầy gọi ý trung điểm của AD. Rồi. Rồi các bạn nhé. Thì O là một điểm nằm trên mặt phẳng đáy này, à, mặt phẳng này. O đây, thấy chưa? Lúc này ta có đường thẳng OI, đây, đường thẳng này. Bây giờ tìm giao điểm của đường thẳng OI này với mặt phẳng ABC. Đấy. Giao điểm nhé. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn phải mặt phẳng ABC này. Bây giờ tìm một cái mặt phẳng mà chừa OI này. Thì hiển nhiên là các em nghĩ tới là cái mặt phẳng này. OAG luôn. Chọn luôn cái mặt phẳng này. Đấy. Đấy. Mặt phẳng này có thể mở rộng, tức là kéo OJ này cắt tay tại đại điểm điểm E, mở rộng ra đấy. Đó là một phần thôi nhỉ, như mặt phẳng này. Bây giờ tìm giao tuyến của mặt phẳng này A E O J này với mặt phẳng ABC, thì nó đang đến một điểm chung rồi, A một điểm chung đấy. Vậy giao tuyến này, đây giao tuyến này. Bây giờ kẻ trong mặt phẳng này, mặt phẳng phụ này OI cắt AE thì rõ ràng nó chính là giao điểm thôi. Đây kẻ dài, kéo dài đây cắt này. Thì đây là điểm điểm K chẳng hạn, thì K chính là giao điểm cần tìm, được chưa? Đấy. Rồi bước 1 là xét cái mặt phẳng phụ này OAG này trong mặt phẳng BCG nhá. Gọi E là giao điểm của OJ giao với BC. Thì lúc này cái mặt phẳng AJ giao với cắt mặt phẳng ABCJ, ABC này. Xin lỗi là ABC thôi nha, không có J, J không phải bằng ABC. Theo giao tuyến là AE. Cái đóng vai trò đường thẳng delta các bạn này. Đường thẳng A này. Và cuối cùng là trong mặt phẳng phụ này AEJ này kẻ OI giao với giao tuyến AE. Theo giao tuyến là theo giao điểm K thì K chính là giao điểm cần tìm. Đấy. Với điều kiện là cắt các bạn nhá, điều kiện là cắt nhá, chọn O cắt nhá. Giả sử giao điểm này tồn tại nhá. Còn đấy, vậy suy ra K chính là giao điểm của gì? Của OI giao với mặt phẳng ABC. Rồi chứ, phải dừng cái mặt phẳng phụ. Đấy. Vấn đề là mình phải tạo ra cái mặt phẳng phụ, phải dừng cái mặt phẳng phụ. Và OI như thế này, tròn mặt phẳng chữ OI nghi ngay cái mặt phẳng này và nới rộng ra, nó chính là cái này. Và lúc này giao tuyến là AE. Đấy, vấn đề chỗ đó phải các bạn giải được. Cho nên thầy nhắc lại chỗ này cho các bạn để hai ví dụ thôi. Chỗ đó để tìm giao điểm này. Thì đầu tiên là các em chọn một mặt phẳng phụ. Đấy, thế thì hơi khó một chút này. Từ đó
mặt phẳng phụ chữa delta và tìm giao điểm giao tuyến của đường thẳng mặt phẳng phụ này với mặt phẳng P là A chẳng hạn. Thì lúc đó delta và A này đồng phẳng này, giả sử cắt nhau tại điểm Y thì Y chính là giao điểm của delta và mặt phẳng P nha. Cái phương pháp làm là như vậy các bạn nhé. Còn nhiều bài nữa các bạn nhé. Ở trường hợp này cái mặt phẳng này, mặt phẳng này chọn là mặt phẳng chữa MN. Còn trường hợp này mặt phẳng phụ phải là cái mặt phẳng này các bạn nhé. Đấy, phải nhớ như thế như vậy. Do đó vấn đề đối với dạng toán này là hơi khó học sinh. Đấy, nhiều bạn không biết cách giải, nhưng khi giải rồi sẽ đơn giản. Do đó ở đây các bạn phải cái phương pháp để chọn mặt phẳng phụ thì là các bạn sẽ giải được, chứ không có vấn đề gì khó khăn cả. Chẳng hạn như ví dụ tiếp theo thì cho một cái hình minh hành này, rồi là tạo thành một cái hình chóp luôn này. Đấy, hình minh hành. Đấy, đây, hình chóp đây. Hết này. Cộng một chút. Hết này. A, B, C, D. Đấy. Bây giờ thầy gọi M là trung điểm của S giới. Đấy. N là trung điểm của BC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng này của đường thẳng MN với mặt phẳng SAC. Đấy. Còn một số bạn ngộ nhận là điểm này, nhưng đấy là không phải mà các bạn này. Nhìn trên thì chập hai đường thẳng này chéo nhau. Do đó ở đây các bạn phải tìm mặt phẳng phụ chữa MN. Mà dễ tìm giao tuyến với SAC. Đấy. Thì rõ ràng các em nghĩ ngay là cái đấy M nằm trên AC rồi. Thì ba điểm này tạo thành một đường thẳng mặt phẳng không thẳng hàng này. Do đó ta chọn mặt phẳng này. S N G này, mặt phẳng này. Khi nó chọn mặt phẳng này thì đây S là một giao điểm này, đây là một giao điểm này. Vậy giao tuyến này là đây chẳng hạn là Y chẳng hạn, đây giao tuyến. Thì rõ ràng là cái này là giao tuyến. Và khi đó là MN sẽ cắt cái giao tuyến SI tại điểm K thì K là điểm cần tìm. Đấy các bạn nhé. Các bạn có thể chọn mặt phẳng phụ khác, những mặt này là thuận lợi nhất. Và khi chọn được mặt phẳng này thì rõ ràng là cái vấn đề tìm giao điểm rất dễ. Các bạn có thể chọn mặt này M, B, M này. Đấy, cùng chữa M, N. Nếu mà chọn mặt phẳng này thì phải tìm giao tuyến với mặt phẳng SAC thì như thế nào. Đấy, vấn đề chỗ đó nó khó hơn đúng không? Các bạn nhớ như vậy. Và chẳng hạn như thế, thầy chọn điểm điểm K đây, bây giờ tìm giao tuyến của điểm P chẳng hạn, giao tuyến của cái đường này với cái mặt phẳng SAC, thì mặt phẳng phụ là các em chọn mặt phẳng này này. Đấy. Lúc này là đấy, thì chúng ta chọn mặt phẳng phụ và mặt phẳng nam. Đấy, các bạn suy nghĩ nhé. Chẳng hạn này, đây một điểm, điểm trên này thì vai trò cũng thay đổi thôi, không thay đổi gì cả. Và lúc này nó sẽ cái này với SBJ nhá, SBJ con đấy là giao điểm đây này các bạn này, thì cho ra là giao điểm này. Với mặt phẳng SBJ thì đây, đây là chính là giao tuyến này. Và giao điểm chính là đây các bạn. Đấy. Giao điểm của MP với mặt phẳng SBJ nha. Đơn giản như vậy. Còn nhiều bài nữa các bạn nhé. Các bạn này làm thuần thục lúc đầu đứng khó, sau dần dần là các bạn sẽ thấy vấn đề nó dễ đấy. Đơn giản thôi. Không có gì khó khăn cả. Chẳng hạn như cái bài này nữa, cái bài này các bạn cho cái tự diện này A B C D nhá. Đấy. Đấy, bài này A B C D. Ở đây lấy thế lấy một điểm này,
Rồi bên này thật là một điểm này. A này, B này, C, D này. Điểm M, O1, O, O5 này. Đấy. Bây giờ tìm giáo điểm của O phẩy này. Cho là O phẩy này thuộc A, B, C, D này. Và đây điểm K chẳng hạn này, ta có cái mặt vào này. Đấy, điểm K này. Đấy. Vậy O phẩy là thuộc mặt phẳng A, B, D này. O phẩy là thuộc A, B, D. Còn O thuộc ABC, ABC. Bây giờ tìm giáo điểm. Tìm giáo điểm của O phẩy này với mặt phẳng là ABK, ABK. O phẩy ABK. Thì lúc này các em phải nghi ra cái mặt phẳng phụ chứa O phẩy. Thì rồi đó các em nối điểm A thì tạo ra một mặt phẳng phụ này. Đấy, đây. Cắt đây một điểm. Ở đây cắt một điểm. Đây. Thì lúc này giáo điểm của cái giáo tuyến của đây là điểm điểm K, điểm T chẳng hạn. Đấy. Thì lúc này là gì? Mặt phẳng AO phẩy giáo phẳng ABK là chính là cái giáo tuyến là AI này. Và trong mặt phẳng AO phẩy này, AI cắt điểm này tại điểm điểm M chẳng hạn, thì điểm M chính là giáo điểm cần tìm. Bạn nhé. M chính là giáo điểm cần tìm. Mời chị là giáo điểm cần tìm các bạn nhé, không có gì phức tạp cả. Đây để cho ra một cái mô hình khác, đó là mô hình về hình lập phương. Hình lập phương thì chúng ta xử lý như thế nào? Chẳng hạn thầy cho một cái hình lập phương như thế này. Cái okay, mô hình này bữa sau thầy sẽ giới thiệu các bạn nhé. Cũng chào các em.